Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đài Loan yếu tố thiêu đốt Trung Quốc trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Những ngày gần đây, Đài Loan một lần nữa nổi lên là một chủ đề đối chọi gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2020, Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc khẳng định ủng hộ Đài Loan tham gia các hoạt động tại Liên Hợp Quốc, đồng thời ca ngợi Đài Loan chống dịch thành công. Ngay lập tức, người phát ngôn của Phái đoàn Bắc Kinh tại New York đã phản đối hết sức dữ dội. Phái đoàn đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào ngày 1 tháng 5 đã có bài đăng trên trang tweet ủng hộ Đài Loan tham gia Liên Hợp Quốc. Đây là hình ảnh chụp bản tweet của Phái đoàn đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc ủng hộ Đài Loan gia nhập Liên Hợp Quốc. Tài khoản tweet của Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Liên Hợp Quốc viết: Liên Hợp Quốc được thành lập như một cơ sở phục vụ mọi tiếng nói, mọi diễn đàn cho mọi quan điểm, góc nhìn đa dạng và thúc đẩy tự do con người. Việc cấm Đài Loan đặt chân vào Liên Hợp Quốc là sỉ nhục không chỉ đối với người dân Đài Loan đầy tự hào mà còn đối với nguyên tắc của Liên Hợp Quốc. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Clark đã chia sẻ dòng tweet này. Bản tweet cũng đã nhanh chóng nhận được gần 4.000 lượt chia sẻ chỉ sau vài giờ đăng tải. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đăng trên trang tweet kêu gọi đưa Đài Loan vào Hội nghị Y tế Thế giới, viết tắt là VHA, với tư cách là quan sát viên. Theo phái đoàn của Mỹ, Liên Hợp Quốc là một định chế quốc tế với 193 thành viên, được xây dựng từ những 75 năm nay, trên nền tảng phục vụ cho mọi tiếng nói, đón nhận các quan điểm đa dạng và thúc đẩy nhân quyền. Vì việc ủng hộ Đài Loan tham gia Hiệp Liên Hợp Quốc là lẽ đương nhiên. USUN còn phát động một phong trào ủng hộ Đài Loan trên trang tweet, viết tại tweet vì Đài Loan, để kêu gọi việc đưa quốc gia này vào các tổ chức quốc tế bất chấp sức ép từ Trung Quốc. USUN kêu gọi hãy tham gia cùng chúng tôi vào phong trào tweet Đài Loan, yêu cầu Đài Loan được gia nhập Hội đồng Y tế Thế giới để Đài Loan có thể đem khả năng chuyên môn xuất sắc của họ vào cuộc chiến chống COVID-19. Thế giới cần Đài Loan trong cuộc chiến này, hãy nói cho Tổ chức Y tế Thế giới rằng đây là lúc Đài Loan cần được lắng nghe. Và trong những ngày qua, USUN còn đăng một loạt các dòng tweet ủng hộ Đài Loan. Đây là hình ảnh bà Kelly Clark, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, đang mạnh mẽ ủng hộ Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới. Một tweet đã nói như sau: có quá đáng hay không khi yêu cầu Đài Loan được chấp thuận để chia sẻ chuyên môn, sự cống hiến của họ cho cả thế giới? Liệu thế giới có cúi đầu trước áp lực và sự đe nẹt của Trung Quốc hay không? Đã đến lúc họ được lắng nghe và đã đến lúc cần ủng hộ Đài Loan. Hai hashtag đã được sử dụng là tweet Đài Loan và Đài Loan Mother chia sẻ dòng trạng thái này. Một tweet khác lại có nội dung như sau: Mỹ tin chắc rằng Đài Loan xứng đáng có một chỗ trong bàn họp khi thế giới thảo luận về COVID-19 và các mối đe dọa khác với y tế toàn cầu. Vào trước năm 2017, Bắc Kinh không hề phản đối Đài Loan tham gia Hội đồng Y tế Thế giới với tư cách quan sát viên. Điều gì đã thay đổi? Một câu hỏi được đặt ra. Và có phải sức khỏe của 23 triệu người Đài Loan hiện nay kém quan trọng hơn vào năm 2017 hay không? Hay là Trung Quốc đang trừng phạt cử tri Đài Loan vì đã tự do lựa chọn lãnh đạo cho mình? USUN cũng đã lưu ý trong một tweet rằng nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã viết: phản ứng của Trung Quốc đối với sự bùng nổ của dịch bệnh COVID-19 trước sau luôn che đậy sự thật, bắt các nhà khoa học im lặng và kiểm duyệt ngôn luận. Sự ứng phó của Đài Loan là mẫu mực cho thế giới. Tính cho tới ngày 2 tháng 5 năm 2020, cơ quan đối ngoại của Đài Loan cũng đã lên tiếng kêu gọi những người bạn và đối tác cùng chung chí hướng tham gia phong trào mà Mỹ đang phát động. Đây là hình ảnh bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan, phát biểu tại Đại học Columbia ở New York, được ghi nhận vào ngày 12 tháng 7 năm 2019. Đài Loan bị hất ra khỏi Liên Hợp Quốc vào năm 1971 khi Trung Quốc đạt được một thỏa thuận để thế chân Đài Loan. Không những thế, Đài Loan còn bị loại trừ khỏi mọi cơ quan của Liên Hợp Quốc. Đài Loan từng là quan sát viên của Tổ chức Y tế Thế giới từ năm 2009 cho đến 2016, cho đến khi Bắc Kinh gây sức ép loại Đài Loan ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Quy chế quan sát viên của Đài Loan tại Hội đồng Y tế Thế giới bị thu hồi vào năm 2016 sau khi bà Thái Anh Văn, một người có chủ nghĩa độc lập với Bắc Kinh, lên nắm quyền tại hòn đảo này. Và mối quan hệ giữa quốc đảo Đài Loan và Liên Hợp Quốc đã căng thẳng từ lâu
trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát và đã trở thành xấu đi trong 3 tháng qua. Lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới bị cáo buộc gần gũi với Bắc Kinh và thiên vị Trung Quốc đại lục đối với sự bùng phát của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Tổ chức Y tế Thế giới nhiều lần nói rằng họ đã liên lạc với các chuyên gia Đài Loan kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát, nhưng chính quyền của hòn đảo này phàn nàn rằng họ bị từ chối cho tiếp cận với những thông tin quan trọng và bị loại khỏi các cuộc họp khẩn cấp. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã bác bỏ tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới về việc duy trì trao đổi chuyên môn thường xuyên giữa họ. Bà cho biết 70% yêu cầu tham dự các cuộc họp của họ trong 10 năm qua đã bị từ chối. Đài Loan có một hệ thống y tế công mạnh mẽ nhất thế giới và đã chứng tỏ tính hiệu quả của mình trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Hòn đảo này ghi nhận chưa tới 500 ca nhiễm. COVID-19 dù gần với Trung Quốc đại lục nơi đại dịch khởi phát nhưng Đài Loan dường như đã khống chế được điều này hết sức hiệu quả. Tuy nhiên, từ giữa tháng 4, mối quan hệ giữa Đài Loan và Tổ chức Y tế Thế giới có dấu hiệu ấm dần lên khi trong cuộc họp báo thường kỳ ở Geneva vào ngày 17 tháng 4 năm 2020, Michel Ryan, giám đốc điều hành các chương trình khẩn cấp sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới, nói rằng chính quyền Đài Loan xứng đáng được khen ngợi, họ đã đối phó rất tốt với vấn đề sức khỏe của cộng đồng. Và các bạn có thể thấy điều đó qua các con số. Chúng tôi ca ngợi điều đó. Chúng tôi đã chứng kiến cách tiếp cận tương tự ở Hồng Kông và trên khắp Trung Quốc. Cũng rất hiếm khi các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới ca ngợi thành công của Đài Loan trong việc ngăn chặn dịch bệnh, bất chấp những tranh cãi gay gắt về việc loại vùng lãnh thổ này ra khỏi cơ chế của Tổ chức Y tế Thế giới. Trước đó, vào hôm 15 tháng 4, Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Đài Loan xác nhận rằng họ đã thảo luận về việc đối phó COVID-19 với các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới và nói rằng đây là một khởi đầu tốt đẹp sau nhiều năm không thể tham dự. Trung Quốc đã lập tức phản đối sau những động thái ủng hộ Đài Loan của chính phủ Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh dòng tweet phản đối của phái đoàn đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn của phái bộ thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho hay, phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã can thiệp nghiêm trọng vào các công việc nội bộ của Trung Quốc thông qua việc công khai ủng hộ Đài Loan tham gia các cơ quan quốc tế này. Người phát ngôn này tiếp tục nói như sau. Trên tài khoản tweet vào ngày 1 tháng 5 năm 2020, phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã công khai ủng hộ vùng lãnh thổ Đài Loan tham gia Liên Hợp Quốc. Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng nghị quyết số 2751 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và 3 thông cáo chung giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Động thái này can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc và làm tổn thương sâu sắc tình cảm của 1,4 tỷ người Trung Quốc. Do đó, phái bộ Trung Quốc bày tỏ phẫn nộ và phản đối mạnh mẽ hành động này. Quan chức trên nhấn mạnh như sau, chỉ có một Trung Quốc trên thế giới, Đài Loan là phần lãnh thổ, không thể chuyển nhượng của Trung Quốc. Phái bộ Mỹ không có tư cách để nói về vùng lãnh thổ Đài Loan dưới chiêu bài Liên Hợp Quốc, hoan nghênh các quan điểm khác nhau. Mỹ liên tục lợi dụng việc cấp thị thực để ngăn chặn hay trì hoãn quyền tiếp cận của các nước thành viên hay xã hội dân sự đối với các hoạt động của Liên Hợp Quốc. Điều này cho thấy đạo đức già trong quan điểm của Mỹ. Cũng theo quan chức này, Trung Quốc hối thúc Mỹ tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc, 3 thông cáo chung giữa hai nước cũng như nghị quyết số 2758 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, lập tức ngừng ủng hộ vùng lãnh thổ Đài Loan, chính trị hóa và làm suy yếu công tác đối phó quốc tế với dịch bệnh đường hô hấp cấp COVID-19. Đồng thời, phái đoàn Trung Quốc tại Geneva vào ngày 22 tháng 5 đã công bố phát biểu của bài phát ngôn của bà Lưu Ngọc Ấn trên trang web bác bỏ bài viết của Hoa Kỳ liên quan đến Đài Loan. Đây là hình ảnh tuyên bố của bà Lưu Ngọc Ấn, người phát ngôn của đại diện Trung Quốc tại Geneva, phản bác ý kiến của phía Mỹ về vấn đề Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức WHA. Phát biểu này được sử dụng cụm từ khu vực Đài Loan để đề cập đến nguyên tắc một Trung Quốc, đồng thuận vào năm 1992 và trích dẫn nghị quyết của Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thể hiện một lập trường cứng rắn chống lại Đài Loan. Hãng tin AFP vào ngày 2 tháng 5 năm 2020 nói, Hội nghị Y tế Thế giới, viết tắt là WHA, được tổ chức trong tháng 5 này và phái đoàn Trung Quốc tại Geneva đã cự tuyệt việc mời Đài Loan tham dự. Trang tin Đông Phương Hồng ngày 3 tháng 5 cũng đã đưa tin về cuộc khẩu chiến giữa Mỹ và Trung Quốc quanh việc mời Đài Loan tham dự Hội nghị WHA. Và Đông Phương cho biết bà Lưu Ngọc Ấn, người phát ngôn của phái đoàn Trung Quốc tại Geneva vào ngày 2 tháng 5 đã đưa ra một tuyên bố nói rằng các quan chức
nội các cấp cao của Hoa Kỳ đã ngang nhiên tiếp xúc với chính quyền Đài Loan thông qua việc Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Công cộng Hoa Kỳ Alex đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Đài Loan Trần Thời Trung. Và Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ còn nói tuyên bố rằng sẽ dốc sức ủng hộ khu vực Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới và tham dự WHA. Lưu Ngọc Ấn nói tiếp như sau, khu vực Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Việc tham gia vào các tổ chức quốc tế, bao gồm các hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới, phải được xử lý theo nguyên tắc một Trung Quốc. Bà tố cáo chính quyền của Đảng Dân Tiến Đài Loan kiên trì theo đuổi Đài Loan độc lập và không ngần ngại dĩ dịch mưu độc, tức là sử dụng các dịch bệnh để mưu cầu độc lập. Từ chối nhận đồng thuận 92 dẫn đến việc không có cơ sở chính trị để khu vực Đài Loan tham gia WHA. Bà cũng yêu cầu nước liên quan nhận rõ tình hình, tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và ngừng sử dụng các dịch bệnh để thao túng các vấn đề liên quan đến Đài Loan. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan, bà Âu Giang An, cũng có những phát biểu quyết liệt không thua kém. Đây là hình ảnh bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan. Bà nói Đài Loan và Trung Quốc không lệ thuộc lẫn nhau, chính phủ Trung Quốc đại lục chưa bao giờ cai trị Đài Loan. Vì vậy, họ không có quyền đại diện cho dân chúng Đài Loan trong các tổ chức quốc tế. Chỉ có chính phủ dân cử ở Đài Loan mới có quyền đại diện tại Tổ chức Y tế Thế giới và chịu trách nhiệm trước người dân Đài Loan. Các thông điệp ủng hộ mạnh mẽ Đài Loan của đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc những ngày gần đây át hẳn không phải là ngẫu nhiên. Trong những tuần gần đây, chính quyền Mỹ liên tục cáo buộc Bắc Kinh che giấu thông tin, khiến đại dịch gây tổn hại vô cùng lớn cho phần lớn còn lại của thế giới, với hàng trăm ngàn người chết và nhiều triệu người bị lây nhiễm. Theo các nhà quan sát, hình mẫu hình thành công việc trong chống dịch Đài Loan cũng được công luận quốc tế biết đến thì tình trạng bưng bít thông tin, lối cai trị độc tài toàn trị của Trung Quốc càng lộ rõ. Đông phương, truyền thông của Mỹ gần đây đã trích dẫn lời các nhà ngoại giao và hồ sơ của cuộc họp nội bộ của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy chính quyền của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm sự hỗ trợ của đồng minh để khôi phục địa vị quan sát viên của Đài Loan tại tổ chức WHA và có kế hoạch cùng với Nhật Bản, Úc và Anh gửi thư cho Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới mời Đài Loan tham dự WHA. Truyền thông Nhật Bản cũng dẫn lời các nguồn tin chính phủ nói rằng Thủ tướng Shinzo Abe bắt đầu cố gắng kêu gọi dư luận quốc tế ủng hộ sự tham gia của Đài Loan vào Tổ chức Y tế Thế giới với mục đích nhằm kiềm chế Trung Quốc. Úc cũng tuyên bố sẽ ủng hộ Đài Loan quay trở lại Tổ chức Y tế Thế giới làm quan sát viên trong bối cảnh căng thẳng giữa Caribe và Bắc Kinh đang leo thang. Và giờ đây, Tổ chức Y tế Thế giới đã trở thành một đấu trường mới của cuộc đọ sức quyết liệt giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2020 với bản tin Đài Loan yếu tố thiêu đốt Trung Quốc trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de